Em yêu ai thật rồi, vừa trao môi hôn gọi mời, bàn tay ôm lấy không rời, còn anh đứng đó chơi vơi không một lời. Rồi quay lưng không tiếc nuối. Em yêu ai thật rồi, là anh đã cãi với trời để cho em hết một đời. Tình yêu ra dối với người để rồi em buông tay. Vì sống ở Sài Gòn cực quá, bản thân em phải lo rất là nhiều thứ. Nói đúng như anh nói, em không chống chế, nhưng có những thời điểm mà đáng lẽ ra em đã mong muốn bản thân mình bứt phá rất là nhiều, nhưng mà em chưa có may mắn. Thứ hai là em chưa quyết đoán trong cái việc mình lựa chọn. Với em là vậy, chứ em không hề quan trọng về chuyện giải thưởng. Đến bây giờ em phải nói thẳng như vậy luôn. Nhưng mà tự nhiên cái giải thưởng nó cứ về em. Mặc dù cái lúc mà em lên giật cái cơ hội đó, nó đúng cái thời điểm. Bởi vì đã có những thời điểm mà đáng lẽ ra em phải lấy cái cơ hội đó về cho mình, nối cái ước mơ của ông ngoại em, của mẹ em. Nhưng mà để thành công hay không, tổ không nói cho em biết. Là Armani cùng thêm chiếc váy Gucci. Vài phút bên anh, liệu rằng nay mai em còn biết đúng hay là sai. Người em yêu thật nhiều, mà thật lòng được bao nhiêu. Rồi một ngày em... Thưa quý vị, mỗi một chương trình lên sóng, những nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện. Có những chương trình thì chúng tôi sẽ nói về thời trang, có những chương trình thì chúng tôi sẽ nói về âm nhạc, nhưng cũng có những chương trình chúng tôi sẽ tự sự cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề mà tôi nghĩ rất nhiều bạn trẻ cũng khao khát có được, dù là một lần trong cuộc đời có được những vị trí như thế. Đó là chủ đề quán quân. Có một chàng trai rất đặc biệt đến từ miền Trung, nhưng mà cậu ấy là người đã có tới 4 giải quán quân lận. Xin được giới thiệu chính là chàng trai này đây. Em hãy giới thiệu một chút về mình. Đầu tiên cho Đào Ngọc Sang xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến anh Mạnh, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang đón xem chương trình. Mình là Đào Ngọc Sang, hiện tại mình đang là ca sĩ tự do. Thưa quý vị thân mến, Đào Ngọc Sang là một ví dụ điển hình cho việc tham gia rất nhiều cuộc thi, nhận rất nhiều danh hiệu. Điều đấy chứng minh là mình có năng lực nhưng mà vẫn không bứt phá được. Vậy thì cho anh được hỏi thẳng vào vấn đề nhé. Đã bao giờ em tự ngồi tham vấn lại chính bản thân mình, lý do gì mà mình không nổi tiếng không? Thật ra cũng rất là nhiều lần em tự tham vấn lấy chính mình. Em tự nhận thấy mình nhé, là cũng ok mà. Trước mắt là về ngoại hình thì em thấy là em cũng không đến nỗi nào. Đúng. Thứ hai là về giọng hát thì em cũng đã trải qua rất nhiều cuộc thi cọ sát và tạm thời gọi là cạnh tranh cùng với tất cả các thí sinh khác. Và em biết được giọng hát của mình nó cũng không đến nỗi. Nhưng mà nó có một điều đó là em luôn thắc mắc về chính bản thân mình. Không hiểu sao mình lại không hot được, không được tất cả mọi người biết tới nhiều. Mặc dù đã tham dự rất là nhiều cái chương trình và đạt những cái chức vị rất là cao. Sau đó thì em mới nằm trằn trọc suy nghĩ, mà như là suốt 7 năm qua em cứ cố gắng tìm câu trả lời. Em vẫn chưa thể nào mà tìm ra được cái xác đáng cái câu trả lời đó như thế nào. Nhưng em nghĩ đó là, đầu tiên đó là cái duyên. Cái duyên có thể đưa em đến với nghề và tổ chọn em đi theo cái con đường âm nhạc này, tiếp nối cái ước mơ của ông ngoại em, của mẹ em. Nhưng mà để thành công hay không, tổ không nói cho em biết. Và em nghĩ là có thể cái khoảng thời gian 7 năm không dài mà không ngắn ở trong showbiz, nó cho em rất là nhiều cái kinh nghiệm. Và nó cho em một cái điều đó là để đạt được cái vị trí đó, nó không bao giờ là dễ hết. Và chúng ta phải cứ cố gắng, nỗ lực từng chút một. Và em đến hiện tại bây giờ thì em lại thấy cái sự nổi tiếng, cái hot, và cái này là em nghĩ không phải là riêng em mà rất nhiều bạn trẻ khác khao khát, mong muốn có được nó. Nó có thể đánh đổi bằng rất nhiều thứ mà đáng lẽ ra em bắt buộc phải đánh đổi, nhưng em lại gạn lọc nó, không cho nó, nói chung nó bị ràng buộc rất là nhiều thứ để hình thành nên em bây giờ. Mặc dù chưa hot lắm, chưa có nổi tiếng, nhưng nó đủ kinh nghiệm để nó có thể nhìn thấy được tất tần tật mọi thứ của showbiz ở hiện tại. Có thể là do chính bản thân của em ấy, em dùng lý trí quá nhiều trong cách xử lý vấn đề. Có thể nha, anh không biết, anh chỉ đang nói trên tinh thần là anh nghĩ thôi. Vâng ạ. Một bài hát cũng vậy thôi. Bài hát đấy em thấy nó hay, nhưng chưa chắc người khác đã thấy hay. Người thông minh là người sẽ chọn được một bài hát mà nhiều người thấy hay, đôi khi mình không thấy hay. Nếu các em có đủ tầm nhìn
thì đâu có những người quản lý như anh. Đúng rồi. Phải nói rất thẳng thắn nhé. Đúng ạ. Nếu một nghệ sĩ mà các bạn có đủ tầm nhìn thì đâu cần những người quản lý. Có bao giờ em tự thấy là trời ơi, mình tham gia rất nhiều mà vẫn chưa thực sự trở thành một ngôi sao, có thể nên nghỉ hát đi, làm việc khác không? Có ạ. Rất là nhiều lần. Ừ. Em không phải từ lúc mà em đặt giải đâu, mà trước khi đặt giải em đã có rất nhiều lần em xin bố mẹ em chắc em ra Hà Nội lại để em đi học lại, em lựa chọn một ngành nghề khác. Tại vì sống ở Sài Gòn cực quá, bản thân em phải lo rất là nhiều thứ. Nói đúng như anh nói, em không chống chế, nhưng có những thời điểm mà đáng lẽ ra em đã mong muốn bản thân mình bứt phá rất là nhiều, nhưng mà em chưa có may mắn. Thứ hai là em chưa quyết đoán trong cái việc mình lựa chọn. Khi mà em đạt quán quân rồi thì sau mỗi lần quán quân em lại tính ra bài và tính đó, giống như anh nói là sẽ có quản lý, nhưng mà hình như là em vẫn chưa có duyên để có được một, đúng như anh nói là chưa có duyên để có một người quản lý tốt và đủ cái lực để có thể đẩy được mình đi. Cho nên là cứ mỗi sau mỗi lần như thế thì nó lại cho em một cái tổn thương và khiến cho em không muốn ở lại đây nữa, không muốn làm nghề nữa, và em muốn về trở thành con của ba mẹ, trở thành một cái cũng có thể trở thành một cái chàng kỹ sư điện nào đó, bởi vì em học chuyên ngành về điện. Nhưng mà may mắn em nghĩ là chắc là tổ vẫn đang còn thương em và mong muốn là em theo đuổi và chọn cái con đường này. Ừ. Nên là vẫn cứ tiếp tục lay lắt đến bây giờ. Cuộc đời của chúng ta là gì? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Anh luôn luôn quan niệm là như vậy. Thế nên là ok, em có quá nhiều phút huy hoàng rồi. Vậy thì anh nghĩ chắc bây giờ sẽ hát đi ha. Nếu như bình thường, Đào Ngọc Sang bình thường sẽ lựa chọn những ca khúc của ca sĩ khác hát, nhưng mà một cái show rất là đặc biệt, em lại muốn một lần nữa thông qua chương trình này, show này, Bia đến cho tất cả mọi người quảng cáo ca khúc của mình sáng tác. Nên là em đã chuẩn bị những sáng tác của mình. Nó là một cái tâm huyết rất là lâu của cá nhân Sang, phải tầm mấy năm đấy, 3-4 năm. Có những bài hát mà bài sắp tới đây sẽ là khoảng tầm 3 năm về trước. Khi em ngồi ở nhà, hôm đó là vào mùa đông, rất là lạnh, và cũng mới chia tay bồ. Rồi em về quê, thế là em nghe một cái âm thanh ở quê thôi, tự nhiên em nói ồ, tự nhiên nó trong đầu nó ra những cái giai điệu rất là đẹp. Em sáng tác ca khúc này dựa trên cái cảm xúc lúc đó. Mặc dù là vẫn còn nhớ, còn thương, nhưng mà nó cách trở quá nhiều thứ khiến chúng ta xa nhau. Và sau đây là ca khúc Mùa Đông Không Có Em, một sáng tác của Đào Ngọc Sang. Không ai bên anh lúc này.
anh chỉ mong mùa đông sẽ qua nhanh thật nhanh. Uầy, anh không nghĩ được là em có thể sáng tác được như vậy luôn đấy. Anh cứ nói thật nhá, anh xin lỗi vì vì anh không nghĩ được là em lại có thể sáng tác kiểu như thế được. Dạ. Thật lòng là anh khá là bất ngờ. Nhưng mà anh lại đang suy nghĩ thế này nè, anh đã thấy là hình như nó bị sai đấy Sang ạ. Em đi bị sai con đường. Thế ạ. Đó chính là những cái bài hát ở trên mạng của em ấy. Vâng. Anh thấy em hát rất là hay. Dạ. Nhưng nó không phải là con người của em. Cái bài này mới đúng là con người của em nè. Khi chúng ta sống đúng với con người của mình, sống đúng với câu chuyện của mình, thì chắc chắn sớm muộn gì mình cũng sẽ có được những cái người yêu thương mình đúng như vậy. Với ca khúc này thì em đã ấp ủ rất là lâu. Nó có một cái lý do là em sáng tác em hay ngại lắm. Em hay bị ngại cho nên là thành ra em không dám trình làng sớm hay là đưa cho ai nghe. Bởi vì em nghĩ em là ca sĩ á, thành ra em chưa có đủ được cái trí tuệ hay là đủ được cái năng lực. Nói đúng là cái năng lực để em có thể đưa cho ai đó nghe. Vì có thể là cái cảm xúc của riêng em thôi. Nên hôm nay thì không biết sao nữa, tự nhiên em suy nghĩ là em sẽ hát những ca khúc của mình, của riêng mình thôi. Một cái cơ hội mà anh Mạnh đã cho em thì em muốn nó trở thành rất đặc biệt. Vì ca khúc này thì em cũng đang tính là sẽ tháng 12 này sẽ trình làng. Em tính là sẽ quay MV luôn. Chút chút đâu đó trong con người của em. Thời gian đầu em đến với chương trình có cái sự hời hợt đó. Nhưng sau này khi em cảm thấy là có quá nhiều sự kỳ vọng và tin tưởng, em mới nghĩ là em bỏ hết để em tập trung vào cái công việc đó thôi. Em luôn làm cho bản thân mình trở nên bận rộn trong những ngày đó. Em có một căn nhà và em cứ như thế và em tự dọn dẹp, em tự mua đồ về, em tự cúng, tự trang hoàng tất cả mọi thứ. Có thể em tự gọi cái điều đó là may mắn. Em trải nghiệm sớm hơn và em lại hiểu hơn rất là rõ cái giá trị của gia đình. Mà khoảng mấy năm về sau này, 4-5 năm sau này thì em lại có một người bạn thân. Thì cứ Tết là gia đình cứ mấy người hợp lại với nhau và tụi em gọi đó là gia đình hoàn cảnh. May mắn là em đã chọn cái công việc đi hát đó. Hồi xưa là chọn trong vô thức thôi. Bởi vì là lúc đó mình nhỏ quá, mình cũng không có bằng cấp, mình cũng không có đủ sức lực để mình làm những cái chuyện khác. Nhưng mà cái giọng hát á thì có thể lúc đó là nó vừa vặn với cái không gian đó. Động lực nào mà để em đi thi nhiều cuộc thi như vậy? Bây giờ anh Mạnh toàn là nói những cái tâm đen nha, em chưa bao giờ chia sẻ hết á. Chắc có lẽ là vì tiền. Bây giờ mọi người lúc đó, chắc mọi người không nghĩ là em sẽ vì điều đó. Lúc đó em rất là chật vật. Tại vì lúc đó em cũng không hề có show nhiều. Em bị kén. Em bị kén ở chỗ là không biết anh Mạnh nghĩ như thế nào, nhưng mà với cá nhân em thì em không chịu được cái cảnh mà em đi làm nghề, đi hát ở phòng trà. Một đêm em hát 3-4 bài, nhưng cuối cùng khi em về thì em rất là buồn. Và cho đến một ngày thì em mới nhận ra rằng là không phải vì tiền, nó nằm ở chỗ rằng là em không muốn mình hát lót. Yes, anh đồng ý nha. Mỗi một cái thời điểm ấy, người ta lựa chọn một con đường thì người ta đều có lý do. Giống như em ấy, khi em đi thi ấy thì em mong muốn đoạt giải, có tiền. Nhưng mà vẫn giống như anh nói đấy, đó là thi rồi để làm gì. Không biết mọi người nghĩ như thế nào, tham gia cái chương trình đó như anh Mạnh nghĩ là sẽ đoạt giải cao thế này thế kia. Em lạ lắm, em đi thi mà tâm thế em thảnh thơi lắm anh. Tham gia thi mà giống như kiểu mà không tham gia gì đó. Đến rồi xong, miễn sao em chỉ tâm niệm một điều là miễn sao ngày hôm đó tất cả mọi người lên có thể hát giống như kiểu mình làm live show gì đó. Mình hát mà có thể hát trọn vẹn được cái đêm đó là ok rồi. Với em là vậy, chứ em không hề quan trọng về chuyện giải thưởng. Đến bây giờ em phải nói thẳng như vậy luôn. Nhưng mà tự nhiên đó, cái giải thưởng nó cứ về em. Mặc dù cái lúc mà em lên MC tuyên bố là Á quân và quán quân thì em vẫn cầu nguyện cho cái bạn bên cạnh mình là bạn đã được, bạn đã xứng đáng được quán quân. Nhưng mà rồi tự nhiên cái duyên sao, cái quán quân nó lại về em. Em mong muốn thi bởi vì không có con đường nào bi ai nhanh nhất bằng đi thi hết. Em nghĩ như vậy. Em không biết anh Mạnh nghĩ sao. Em nghĩ. Rồi, em nghĩ như vậy. Lúc đó em nghĩ là mình cứ xuất hiện lên truyền hình nhiều thì khán giả trên truyền hình sẽ nhớ. Nhưng sau này em mới nhận ra một điều.
Đó là ngược ấy. Mình dạy ở một chỗ rằng là khán giả bây giờ hầu như họ rất ít xem TV. Em không biết sao nhưng mà với cái thứ hai nữa là cái đối tượng khán giả của em á, nó không nằm ở miền Bắc, nó không nằm miền Trung, mà nó nằm ở miền Tây. Lúc mà em về miền Tây em đi từ thiện á, khán giả bắt đầu nói: "Ủa, ngày hôm qua tôi vừa mới thấy mày trên TV này. Mày thi cái chương trình gì đó đúng không?" Nói: "Sao chú biết ạ?" "Dạ, mày Quán Quân đúng không?" Nói: "Trời, thích mày lắm, nhưng mà trên truyền hình nhìn lo một." Đó. Em nghe xong em nói: "Ồ, mà đi đâu người ta cũng sẽ nhớ cái gương mặt của em nhưng không nhớ tên thôi." Sau khi đoạt giải thưởng như vậy ấy, thì em đã thay đổi bao nhiêu đời quản lý rồi? Không tính được. Anh nói đúng một tim đen. Ôi hôm nay sao tự nhiên mình bị vạch ra nhiều thứ lắm luôn á. Chắc lẽ là phải hơn 10 người ấy. Không phải do em. Em vẫn khẳng định với anh Mạnh là đồng ý, đồng ý mà. Không phải do em. Bởi vì em làm cái gì em cũng rất là, em không biết, đầu tiên đó là cái trách nhiệm của mình với cái công việc đó. Thứ hai nữa là trách nhiệm với cái nghề mà em lựa chọn. Thứ ba nữa là trách nhiệm với cái người đi bên cạnh mình, gọi là cái người đồng hành. Em không nói là quản lý mà là cái người đồng hành. Bởi vì họ đi cùng với mình, em không muốn người ta đi với mình ngắn. Cái ban đầu khi mà em đặt ra là em nói chuyện rất là thẳng thắn mà em muốn đi một cái đường dài. Nhưng họ lại chọn cái con đường ngắn để họ đi. Sau cái quá trình dài em làm việc với rất nhiều người thì em thấy là em đi một mình nó tốt hơn rất nhiều. Em không biết tại sao nữa. Có thể sau này em không biết nhá. Anh Mạnh nói đúng là em cần phải có một cái người quản lý và làm cho em, giúp giùm em một số các công việc nào đó để em bớt giảm tải đi những cái công việc. Nhưng mà em bị một cái đó là cái này chắc là do tính cách, đó là em bị ôm đồm nhiều thứ quá về mình. Vâng. Vậy thì chúng ta lại hát thôi. Hát bởi vì hôm nay anh đã nói đúng cái điều mà em chưa dám chia sẻ với đúng ai. Ạ. Nhân dịp anh Mạnh nói đúng y như trong trong bụng của em thì em xin tặng anh Mạnh một ca khúc cũng là sáng tác rất mới của em luôn, trình làng cho anh Mạnh nghe thử. Cái câu nằm trong đó nó là cái câu chủ đề của bài này luôn nên em không không giới thiệu nữa. Trao môi hôn gọi mời, bàn tay ôm lấy không rời, còn anh đứng đó chơi vơi không một lời, rồi quay lưng không tiếc nuối. Em yêu ai thật rồi, là anh đã cãi với trời để cho em hết một đời tình yêu ra dỗi với người, để rồi em buông tay vội vàng tìm tình yêu mới, thay thế anh rồi. Còn là những câu yêu thương khi xưa hẹn thì mà ta vội vàng nói, còn là những đêm mê trong cơn say này mà em nào đâu hay, em đã trao ai rồi vị ngọt trên đôi môi, giờ thì quấn quýt bên ai cùng ai đang say rồi. Mùi nước hoa kia là Armani cùng thêm chiếc váy Gucci, vài phút bên ai liệu rằng nay mai em còn biết đúng hay là sai. Người em yêu thật nhiều mà thật lòng được bao nhiêu, rồi một ngày em sẽ nhận ra. Em yêu ai thật rồi, vội trao môi hôn gọi mời, bàn tay ôm lấy không rời, còn anh đứng đó chơi vơi không một lời, rồi quay lưng không tiếc nuối. Em yêu ai thật rồi, là anh đã cãi với trời để cho em hết một đời tình yêu ra dối với người, để rồi em buông tay
vẫn tìm tình yêu mới. Thế thế anh rồi. Wow. Em là con người hai mặt. Một mặt của em rất là mạnh mẽ, rất là cá tính, rất là ngay, gai góc, ngông cuồng. Nhưng thực sự giấu ở bên trong con người của em, nó là một con người nó hoàn toàn rất là nội tâm. Ở trong cái bài hát này lột tả được hết tất cả những con người của em. Bình thường á, mọi người khi mà nhìn vào á, mọi người nhìn thấy em và em cũng đối xử cho mọi người thấy là bên ngoài em rất là năng lượng. Một ngày em đi diễn hay em đi gặp gỡ với tất cả rất là nhiều người, em luôn luôn cười này, tạo cái năng lượng cho người khác. Nhưng khi mà đêm về á, bắt đầu nó có chuyện. Và lúc đó tự nhiên nó nảy sinh ra những cái cảm xúc khiến cho em không biết nói với ai hết. Giờ nói với bố mẹ thì bố mẹ lại càng lo thêm, lại càng cứ con mình thì ở trong này một mình, mà nghe những cái câu chuyện mà em nói cái là chắc lẽ là phát hoảng luôn. Nên là bản thân em lại đưa vào trong những cái ca khúc. Vậy nên khi mà ai mà lắng nghe được những cái ca khúc của em á, thường là sẽ nói là tao nghe cái giai điệu nó nhộn, nó vui đó, nhưng trong đó nó có cái gì đó nó hơi đau đau, hơi trách móc, hơi có gì đó nó tự sự vào trong đó. Vậy thì nếu cho quay trở lại ha, 7 năm trước khi tham gia cuộc thi đầu tiên, em có ý định tham gia nhiều cuộc thi đấy như vậy nữa không? Không anh, em sẽ biết giành giật cái cơ hội đó nó đúng cái thời điểm. Bởi vì đã có những thời điểm mà đáng lẽ ra em phải lấy cái cơ hội đó về cho mình, nhưng bản thân em lại cái người nói đúng là cái từ đó là hiền quá. Em không hề biết một cái gì luôn anh. Em chỉ biết là bắt máy bay đi vô đó tham gia, rồi tham gia xong rồi tiếp theo nữa làm gì em cũng không hề biết. Không có người dẫn dắt em, không có người định hướng em. Vậy nên cho quay lại 7 năm về trước, em sẽ dành đúng cho mình duy nhất một cơ hội đó thôi để bật lên, chứ không em không tham gia nhiều cuộc thi. Em có cái lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ mà đang mong muốn tham gia một cuộc thi nào đấy, đang mong muốn đi theo con đường âm nhạc? Cái câu đầu tiên mà em muốn nhắn nhủ tất cả bạn trẻ hiện giờ là hãy sống hết mình vì đam mê. Hãy luôn không ngừng trau dồi và đổi mới mình, nỗ lực hết mình với cái thứ mà mình chọn. Hãy tạo ra cái xu hướng, hãy tạo ra một cái chất riêng để mọi người có thể nhớ về bản thân mình. Khi mà tham gia bất kỳ một cuộc thi nào thì hãy thoải mái, hãy cứ là chính mình thôi. Và đừng đặt nặng tất cả những cái mục tiêu nào đó khác, để khi mà lên sân khấu, bạn là duy nhất, bạn là chính mình. Ngày mai ta sẽ về chung một nhà, trời ban cho anh món quà vô giá. Em đến bên anh thật siêu kỳ, để cho lòng anh này thêm vấn vương. Ngày mai em sẽ là một cô dâu, người gọi anh là chồng em chứ ai khác đâu. Anh chẳng biết cảm xúc lúc này, để sống với hạnh phúc bây giờ. Vậy thôi cứ hãy nắm chặt tay anh đi, anh sẽ trao em hết trái tim chân thành. Mai này anh sẽ để dành, đưa em đến bầu trời của anh. Love you, love you, love you, love you, love you so. Lovely, 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 lovely so. Anh thương em, yêu em thật nhiều biết bao. Quá là hay đi, thật sự đấy. Em hay chia sẻ với các chị bạn thân của em, chị bạn thân hỏi sau này có đám cưới không, thì em có trả lời là không biết sau này như thế nào, nhưng mà giờ thì em chưa có nhu cầu lắm. Ôi cái này giống anh nhá. Mặc dù là em không biết anh Mạnh như nào, ở quê như nào, nhưng mà bố mẹ em nó kiểu muốn có cháu bồng rồi. Anh là rồi. Bất lực rồi. Vậy mà sao em mới nói nên là ủa, miễn sao con hạnh phúc là được, miễn sao con vui là được.
Chứ không hẳn nhất thiết nếu ví dụ như con lấy rồi không biết cái người mà con lấy đó nó có đem tới hạnh phúc cho con hay không, rồi sau này có những cái va chạm gì đó với gia đình hay không. Hiện tại bây giờ con đang thấy rất hạnh phúc, con đang thấy rất rất là happy với cuộc sống ở hiện tại. Thế tại sao tự nhiên mình lại đeo gông chi cho sớm vậy? Có thể sau này rồi như nào đó thì ok, sau này định chuyện sau này. Đúng rồi. Nhưng mà để hiện tại bây giờ thì em thấy không, em không có nhu cầu để có gia đình. Hiện tại là như vậy. Đồng ý. Thưa quý vị thân mến, quý vị có thể thấy đấy, bản thân có những khách mời mặc dù là còn rất trẻ, cũng rất là sợ Tết. Bởi vì sợ Tết là gì? Sợ bởi vì mọi người hỏi về những câu hỏi rất là tế nhị. Thế nên là cách văn minh nhất của dịp Tết lần này đó, chúng ta đừng nên hỏi bao giờ lập gia đình. Đó là cách tốt nhất. Thưa quý vị thân mến, như vậy là thời lượng dành cho chương trình đến đây xin phép được khép lại. Duy Mạnh và Đào Ngọc Sang cũng như là bạn Thống Guitar xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một ngày gần nhất. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những câu chuyện, những bài hát tiếp theo. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.